Chào các em, ở video này chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập 6 trang 133. Tính câu A, lim của x mũ 4 trừ x bình cộng x trừ 1 khi x dần về dương vô cùng. Nếu mà cái bài này mà làm trắc nghiệm á, thì các bạn sẽ làm như sau ha. Mình chỉ quan tâm tới cái mũ cao nhất của x thôi. Những cái này mình bỏ đi, mình không quan tâm nữa. Có nghĩa là mình chỉ quan tâm tới x mũ 4 thôi. Thì mình thấy rằng là khi mà x dần về dương vô cùng á, thì x mũ 4 hiển nhiên là nó dần về dương vô cùng rồi đúng không? Cho nên là cái giới hạn này sẽ dần về dương vô cùng. Được chưa? Nếu mà làm trắc nghiệm thì mình làm nhanh như vậy. Còn đây là làm tự luận nên mình sẽ trình bày ra. 6A lim của x mũ 4 trừ cho x bình cộng cho x trừ cho 1 khi x dần về dương vô cùng. Thì những dạng bài này chúng ta sẽ chia cho cái mũ cao nhất của x, được chưa? Chia cho mũ cao nhất của x. Bởi vì nếu mà mình giờ mình thế vô thì mình thấy là dương vô cùng trừ cho dương vô cùng đúng không? Thì dương vô cùng trừ cho dương vô cùng mình không có trừ được đúng không? Cho nên bây giờ chúng ta sẽ chia cho mũ cao nhất của x. Đó là chia cho x mũ 4. Nếu mà mình chia cho x mũ 4 thì để cho nó huề thì mình phải nhân cho x mũ 4 đúng không? Hay nói khác là mình lấy x mũ 4 ra ngoài, điều đó giống nhau. Được chưa? Nè, mình lấy x mũ 4 ra ngoài. Hay nói khác là mình nhân cho x mũ 4 thì bây giờ mình phải chia cho x mũ 4. Được chưa? Chia cho x mũ 4. Thì x mũ 4 chia x mũ 4 chúng ta được 1 ha. Trừ x mũ 2 mà chia x mũ 4 thì chúng ta được 1 phần x mũ 2 cộng x. X chia cho x mũ 4 thì chúng ta được là 1 phần x mũ 3 trừ 1 chia cho x mũ 4. Đó. Được chưa? Hay mình nói khác là mình lấy x mũ 4 ra ngoài. Hoặc mình có thể hiểu là nhân cho x mũ 4 và sau đó mình chia cho x mũ 4. Thì khi mà x dần về dương vô cùng, khi x dần về dương vô cùng thì rõ ràng là những cái này là dần về không đúng không? Mình chỉ còn lại gì? X mũ 4 và 1. Thì khi x dần về dương vô cùng thì rõ ràng là x mũ 4 là dần về dương vô cùng chứ nữa. X mũ 4 dần về dương vô cùng. Và cái cụm này, những cái này là dần về không rồi, chỉ còn lại số 1 thôi. Thì cái cụm này, lim, giới hạn của cụm này sẽ dần về 1 đúng không? Được chưa? Dương vô cùng nhân với 1 thì rõ ràng là bằng dương vô cùng. Đó, số nào nhân cho 1 thì cũng bằng chính nó. Chúng ta xong câu A. Câu B. Câu B cũng vậy. Lim của trừ 2x mũ 3 cộng cho 3x bình trừ cho 5 khi x dần về âm vô cùng. Nếu mà bài này mà chúng ta thế cái âm vô cùng vô đây thì chúng ta sẽ thấy chuyện gì xảy ra. Thế âm vô cùng vô đây. Thì lúc đó mình sẽ thấy là cái này là dần về âm vô cùng đúng không? Vì đây là mẫu lẻ ha, âm vô cùng. Âm vô cùng mình nhân với một số âm thì cái này sẽ ra dương vô cùng. Rồi âm vô cùng mình thế vào đây mình sẽ được dương vô cùng. Dương vô cùng nhân cho 3 mình cũng được dương vô cùng. Lúc này mình sẽ có dương vô cùng cộng cho dương vô cùng. Được chưa? Dương vô cùng cộng cho dương vô cùng là sẽ được dương vô cùng chứ nữa. Dương vô cùng trừ cho 5 thì cũng ra dương vô cùng thôi, bởi vì một cái số 5 so với số dương vô cùng thì nó không có đáng vào đâu hết ha. Cho nên nếu mà chúng ta thế vô thì chúng ta cũng được dương vô cùng cộng dương vô cùng trừ 5. Và chúng ta cũng sẽ được dương vô cùng. Ha, hoặc là chúng ta làm cho nó đơn giản bằng cách là chúng ta cũng làm giống như bài trên á. Mình sẽ chia cho số mũ cao nhất của x. Ha. Đó chính là mình chia cho x mũ 3. Và mình cũng sẽ nhân cho x mũ 3 đúng không? Hay nói khác là chúng ta lấy x mũ 3 ra ngoài. Chúng ta lấy x mũ 3 ra ngoài. Thì ở trong mình còn gì? Ở trong mình còn trừ 2 ha.
Ở trong mình còn trừ 2 cộng cho 3x bình mà mình chia cho x mũ 3 thì mình được là 3 phần x đúng không? Trừ 5 mà chia cho x mũ 3 mình được 5 phần x mũ 3. X dần về âm vô cùng. Và lúc này khi x dần về âm vô cùng thì cái số này dần về 0 ha. Cái này cũng dần về 0 rồi. Chúng ta còn gì? Chúng ta có là x dần về âm vô cùng thì x mũ 3 nó sẽ dần về âm vô cùng đúng không? X mũ 3 dần về âm vô cùng. Rồi giới hạn của cái này là bằng trừ 2 đúng không? Hay nói khác là giới hạn của cái này, lim của cái này dần về trừ 2. Âm vô cùng nhân với trừ 2. Đó. Thì rõ ràng là một số âm nhân với âm mình được dương đúng không? Mà vô cùng nhân với 2 thì càng dần về vô cùng nữa. Đó, giống như nhận định lúc đầu của mình ha, dương vô cùng cộng dương vô cùng trừ 5 thì mình cũng sẽ được là dương vô cùng. Chúng ta qua câu C. Lim của căn bậc 2 x bình trừ cho 2x cộng 5. Khi x dần về âm vô cùng ha. Bài này nếu mà chúng ta thế vào đây thì mình cũng sẽ được là gì? Dương vô cùng. Đây là âm vô cùng mà dấu trừ nữa thành dương vô cùng đúng không? Dương vô cùng cộng dương vô cùng cộng cho 5 thì mình sẽ được là dương vô cùng. Đó, nếu mà làm trắc nghiệm thì mình biết ngay là cái giá trị này, cái giới hạn này sẽ dần về dương vô cùng. Được chưa? Vì cái đây là dương vô cùng này, âm vô cùng nhân trừ 2 là dương vô cùng cộng dương vô cùng cộng 5. Còn trình bày thì chúng ta sẽ làm sao? Bây giờ trong cái căn này nè. Trong cái căn này nè, thầy sẽ lấy x mũ 2 ra ngoài ha. Lấy x mũ 2 ra ngoài. Thì mình còn gì? X mũ 2 mà lấy ra ngoài rồi mình còn 1 ha, trừ cho mình lấy x mũ 2 ra có nghĩa là mình đồng nghĩa việc là mình nhân cho x mũ 2 rồi mình chia cho x mũ 2 đó. Thì lúc này là trừ 2x mà chia cho x mũ 2 thì chúng ta được là trừ 2 phần x được chưa? Cộng cho 5 chia cho x mũ 2. Đó. Bằng. Tới đây các bạn cẩn thận một tí. Khi mà mình lấy x bình ra ngoài á thì nó phải là trị tuyệt đối của x. Được chưa? Vì sao như vậy? Bởi vì theo cái công thức là căn của A bình sẽ bằng trị tuyệt đối của A. À, vì sao? Bởi vì mình biết rằng là căn có một số là luôn luôn cho ra số dương đúng không? Số dương, cho nên chúng ta phải để tuyệt đối để nó là một số dương. Và cái số A này nó có thể là số âm vì A bình mà. Thì A số âm mà khi bình lên thì cái số trong căn này nó vẫn dương đúng không? Thì nó vẫn thỏa mãn. Được chưa? Cho nên là khi mà lấy cái x này ra thì chúng ta phải để tuyệt đối để bảo đảm rằng nó là một số dương. Số nằm trong căn nó ra luôn luôn dương. Rồi tiếp theo là mình còn cái gì? Khi mà mình lấy x bình ra ngoài mình được tuyệt đối x và ở trong căn mình sẽ còn là 1 trừ cho 2 phần x cộng cho 5 phần x bình. Đó. Và x dần về âm vô cùng. Thì khi x dần về âm vô cùng thì số này dần về 0, cái này dần về 0 đúng không? Mình sẽ còn gì? Giới hạn của cái tuyệt đối của x mà x dần về âm vô cùng thì rõ ràng là khi x dần về âm vô cùng thì tuyệt đối của nó sẽ ra là dương vô cùng đúng không? Cho nên là giới hạn của cái này sẽ bằng là dương vô cùng. Còn giới hạn của cái căn này thì sẽ là 1 đúng không? Vì cái này dần về 0, cái này dần về 0 ha, chúng ta còn căn 1. Căn 1 thì bằng 1. Dương vô cùng nhân với 1 thì chúng ta sẽ được là dương vô cùng. À, đúng như nhận định lúc đầu của mình ha. Rồi mình qua câu D. Câu D là
Lim của căn x bình cộng 1 cộng x phần cho 5 trừ 2x. Khi x dần về dương vô cùng bằng. Bài này nếu mà mình trắc nghiệm, làm trắc nghiệm mình thế vô đây thì mình sẽ thấy là x dần về dương vô cùng thì cái số này là dần về dương vô cùng đúng không? Dương vô cùng cộng với dương vô cùng, cái mẫu là âm vô cùng. Dương vô cùng mà chia cho âm vô cùng thì mình không tính được nha. Cho nên là trắc nghiệm là mình không thể làm nhanh chỗ này được rồi. Mình không có thế vào mình tính nhanh được. Cho nên là mình phải làm một cái thủ thuật khác. Có nghĩa là chúng ta sẽ chia tử và mẫu cho x. Được chưa? Mình chia tử và mẫu cho x. Cái thằng này là mũ cao nhất nó là x bình. Nhưng mà mình nên nhớ rằng là x bình nó nằm trong căn. Cho nên thực chất nếu mà chúng ta lấy ra ngoài căn thì nó cũng chỉ là x thôi. Được chưa? Lấy ra ngoài căn thì nó cũng chỉ là x thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chia tử và mẫu cho x ha. Chia tử và mẫu cho x thì chúng ta sẽ được gì? Lim của x dần về dương vô cùng. Bây giờ tử chúng ta chia cho x nè. Các bạn chú ý rằng là nếu mà a cộng b mà chia cho x thì mình sẽ bằng a chia cho x cộng cho b chia cho x. Được chưa? Nhắc lại thôi. Còn cái tử của chúng ta sẽ là căn của x bình cộng 1 rồi cộng cho x. Khi mà chia cho x có nghĩa rằng là căn của x bình cộng 1 mà chia cho x thì x này thầy sẽ viết thành là căn của x bình. Được chưa? Thầy viết thành căn của x bình. Và lúc này thầy sẽ viết thành căn của x bình cộng 1 phần x bình. Đó. Bởi vì mình có căn A chia cho căn B bằng căn A chia B đúng không? Ha. Mình có là căn A chia cho căn B thì bằng căn của A chia B. Đó. Cho nên là căn của x bình cộng 1 mà chia cho x thì thầy sẽ viết thành căn của x bình cộng 1 chia cho căn của x bình. Và sau đó thầy viết thành là căn của x bình cộng 1 chia cho x bình luôn. Thầy đưa hai cái căn này thành một cái căn lớn này ha. Thì lúc này x bình chia x bình chúng ta được là 1 đúng không? Chúng ta sẽ được gì? X bình chia cho x bình chúng ta được 1 cộng cho. Đây là 1 chia x bình ha. 1 chia x bình. Đó. Là cái căn này chia cho x. Cộng cho x chia x thì chúng ta được 1 ha. Rồi dưới mẫu nè. 5 chia x trừ cho 2x chia cho x thì chúng ta được 2. Đó. Rồi. Khi mà x dần về dương vô cùng thì mình thấy cái này dần về 0 ha. Cái này dần về 0 đúng không? 5 mà chia cho một số vô cùng lớn thì nó dần về 0. Cuối cùng chúng ta được gì? Trên tử chúng ta có là căn 1 là bằng 1, 1 cộng 1 là 2 đúng không? Ha. Trên tử chúng ta được là 2. Giới hạn của cái tử sẽ dần về 2, còn giới hạn của cái mẫu là dần về âm 2 đúng không? Giới hạn của cái mẫu dần về âm 2. Và kết quả mình sẽ được là âm 1. Được chưa? Nên bài này trắc nghiệm mình cũng không làm nhanh được ha. Mình phải chia tử và mẫu cho cái mũ cao nhất của x. Ở đây là 1. Cái này là mũ 2 nhưng mà nằm trong căn. Cho nên mũ cao nhất của nó cũng là mũ 1 thôi. Rồi chúng ta xong bài tập 6, trang 133. Rồi chào các em. Hẹn gặp lại các em ở video sau. Chúc các em học vui.